Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người. Thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Di trú USCIS. Cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2020. Qua lịch cập nhật này, cô chú và các anh chị sẽ biết được thời gian giải quyết hồ sơ hàng tháng của Sở Di trú USCIS. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu trung tâm dịch vụ của Sở Di trú USCIS WAC, trung tâm dịch vụ ở California. LEN, trung tâm dịch vụ Nebraska. ESC, trung tâm dịch vụ Potomac. SRC, trung tâm dịch vụ Texas. EAC, trung tâm dịch vụ Vermont. Và EOE, là nộp online, có thể là trung tâm ở Texas, Cali, Nebraska hoặc là Vermont. Cô chú và các anh chị cần xem cuối thư I-797C có tên trung tâm xử lý hồ sơ của cô chú và các anh chị. Ví dụ như, hồ sơ có receipt number là WAC và kèm theo một dãy số, nghĩa là hồ sơ sẽ được xử lý tại trung tâm dịch vụ California của USCIS Sở Di trú. Chữ receipt day là ngày biên nhận. Receipt number là số biên nhận. Ký hiệu của các loại đơn: I-129F, đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê. I-130, đơn bảo lãnh thân nhân. I-485, đơn xin đăng ký thường trú hoặc là thay đổi tình trạng. Đơn I-751, đơn xin đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Đơn I-90, đơn xin thay thẻ thường trú nhân. Đây là mẫu thư biên nhận của Sở Di trú I-797C. Số 1 là tên đơn, loại đơn. Số 2 là receipt number. Số 3 là ngày nhận hồ sơ là receipt day. Và số 4 là tên của trung tâm thụ lý hồ sơ. Trước khi xem bản cập nhật, cô chú và các anh chị lưu ý, thời gian trong bản cập nhật này sẽ di trú dựa trên dữ liệu thu thập được khoảng 2 tháng trước khi công bố bản này. Và thời gian có thể thay đổi mà không cần báo trước. Cách ghi trong bản này: bắt đầu từ tháng là 50% lượng hồ sơ mà sẽ di trú giải quyết. Tháng kế tiếp là 93% lượng hồ sơ. Ngày tháng năm trong bảng là hồ sơ có ngày biên nhận này cần liên hệ với Sở Di trú vì đã trễ thời gian xử lý. Nếu như văn phòng Sở Di trú USCIS là Trung tâm Phúc lợi Quốc gia NBC và anh chị đã nộp các mẫu đơn I-485 diện việc làm hoặc là gia đình, mẫu đơn N-400 thi quốc tịch và mẫu N-600, thì anh chị nên kiểm tra thời gian xử lý tại văn phòng địa phương. Theo thông tin cập nhật từ Sở Di trú USCIS, thời gian giải quyết hồ sơ từ 50% đến 93% lượng hồ sơ tại Sở Di trú, cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2020. Đối với hồ sơ nộp đơn I-129F tại trung tâm California, từ 6 tháng rưỡi đến 8 tháng. Ngày hồ sơ còn liên hệ là ngày 28 tháng 3 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, hồ sơ từ 18 tháng rưỡi đến 24 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 29 tháng 11 năm 2018. Đối với đơn I-485, thời gian tại 3 trung tâm California, Nebraska và Texas đều như nhau, đều là 11 tháng rưỡi đến 26 tháng rưỡi. Ngày mà hồ sơ cần liên hệ là ngày 14 tháng 9 năm 2018. Hồ sơ nộp đơn I-751 tại trung tâm California, thời gian từ 17 tháng cho đến 23 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tại trung tâm Nebraska là từ 14 cho đến 29 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 7 năm 2018. Tại trung tâm Potomac, từ 16 tháng rưỡi đến 19 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 5 tháng cho đến 19 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 17 tháng 4 năm 2019.
và tại trung tâm Vermont. Từ 10 tháng cho đến 16 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 6 tháng 8 năm 2019. Và đối với các hồ sơ nộp đơn I-90 tại trung tâm Potomac, gia hạn thẻ xanh 10 năm từ 4 tháng rưỡi đến 8 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 24 tháng 3 năm 2020. Đối với các hồ sơ phát hành lần đầu thẻ xanh hoặc là thay thế thẻ xanh là từ 10 tháng cho đến 18 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 6 năm 2019. Ký hiệu của các diện hồ sơ nộp đơn I-130. Diện CRIR là vợ chồng con dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ có thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4, là anh chị em của công dân Mỹ. Đối với các hồ sơ mà cô chú và các anh chị nộp đơn I-130 cho Sở Di trú, theo cập nhật của Sở Di trú, thời gian giải quyết từ 50% đến 93% lượng hồ sơ tại Sở Di trú đến ngày 26 tháng 11 năm 2020. Ở diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5. Mã hồ sơ WAC tại trung tâm California là 14 tháng cho đến 18 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 24 tháng 5 năm 2019. Còn tại trung tâm Nebraska là 7 tháng cho đến 9 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ 26 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, ESC là 11 tháng cho đến 14 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ 23 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 7 tháng rưỡi đến 9 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 12 tháng 2 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont EAC, từ 24 tháng cho đến 31 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 25 tháng 4 năm 2018. Đối với hồ sơ nộp bảo lãnh diện F1, tại trung tâm California WAC, từ 45 tháng cho đến 58 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 21 tháng 1 năm 2016. Tại trung tâm Nebraska, là 7 tháng cho đến 9 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 26 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 11 cho đến 14 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 23 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 7 tháng rưỡi cho đến 9 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 12 tháng 2 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, EAC, từ 40 tháng cho đến 53 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 7 năm 2016. Đối với hồ sơ nộp bảo lãnh diện F2A tại trung tâm California WAC, từ 15 tháng rưỡi đến 20 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 2 tháng 4 năm 2019. Và tại trung tâm Nebraska, từ 7 tháng rưỡi đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 13 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 1 tuần cho đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 30 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas, từ 1 tuần cho đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 30 tháng 4 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, là từ 13 tháng rưỡi cho đến 17 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 27 tháng 6 năm 2019. Hồ sơ bảo lãnh diện F2B tại trung tâm California WAC từ 58 tháng cho đến 75 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 24 tháng 8 năm 2014. Tại trung tâm Nebraska từ 7 tháng rưỡi cho đến 9 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ 13 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 1 tuần cho đến 7 tháng,
ngày hồ sơ cần liên hệ là 30 tháng 4 năm 2020. Tại trung tâm Texas, từ 7 tháng rưỡi cho đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 2 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 55 tháng cho đến 71 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đối với hồ sơ nộp bảo lãnh diện F3, tại trung tâm California WAC, 98 tháng cho đến 127 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 27 tháng 4 năm 2010. Tại trung tâm Nebraska là 7 tháng cho đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 26 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 11 tháng cho đến 14 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 23 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 7 tháng rưỡi cho đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 12 tháng 2 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, là từ 64 tháng cho đến 83 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 11 tháng 1 năm 2014. Đối với hồ sơ bảo lãnh anh chị em diện F4, tại trung tâm California WAC, là 111 tháng rưỡi cho đến 145 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 6 tháng 11 năm 2008. Tại trung tâm Nebraska, từ 7 cho đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 26 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 11 cho đến 14 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 23 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 6 tháng rưỡi cho đến 8 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 17 tháng 2 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont là từ 94 cho đến 122 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 9 năm 2010. Lịch giải quyết hồ sơ tại Sở Di trú USCIS, Liệp sẽ cố gắng cập nhật đến với mọi người mỗi tháng để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi hồ sơ của mình. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người.